Xin chào tất cả quý vị, bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà Vấn Đề. Chúc mừng các bạn, đó là sản phẩm vòi chậu lavabo gật gù nóng lạnh chính hãng đến thương hiệu Toto. Mẫu vòi này có mã là TLG11301V. Và ngay bây giờ mình sẽ gửi đến cho các bạn một vài đánh giá nhanh chi tiết sản phẩm này. Trước tiên mình sẽ đánh giá về thiết kế và chúng ta sẽ cùng nhau xem qua tổng thể thiết kế của mẫu vòi này. Về cơ bản, mẫu vòi này có một ngôn ngữ thiết kế thiên về những hình khối trụ tròn, với các chi tiết điểm nhấn ở đây thì hiện qua phần đầu vòi. Phần đầu vòi các bạn thấy không ạ? Nó được thiết kế dạng trụ tròn đua ra và uốn cong như này. Và nếu nhìn từ góc độ này thì bạn sẽ thấy rằng cái kiểu dáng thiết kế của mẫu vòi này nó sẽ gợi nhớ chúng ta về kiểu dáng của các mẫu vòi chậu lavabo, các mẫu chậu vòi chậu lavabo truyền thống, các mẫu vòi chậu lavabo thiết kế cổ điển. Các bạn thấy không ạ? Kết hợp với vẻ cổ điển đó thì chúng ta sẽ có các chi tiết khác như là phần tay cần vòi. Có ở phía trên chúng ta sẽ dập thương hiệu Toto, hiệu xanh đỏ nóng lạnh như này sẽ quen thuộc. Với phần tay gạt được thiết kế dạng dẹt, thay vì thiết kế dạng nằm ngang thì được thiết kế dạng dọc như này. Và kết hợp với phần chất liệu cao cấp làm nên sản phẩm chủ yếu đó là đồng mạ niken chrome, vừa giúp cho sản phẩm này có khả năng chống chịu ăn mòn, độ bền cao, và qua đó lại đem đến vẻ ngoài sản phẩm này một vẻ sáng bóng cao cấp. Và tổng thể các chi tiết đó cộng lại nó sẽ đem đến cho mẫu vòi này một vẻ ngoài thiết kế hơi hướng tân cổ điển, sang trọng mà lại vô cùng là hiện đại. Và một điểm nữa là phần tay cần gạt này, ở đây sử dụng công nghệ tay cần gạt siêu êm độc quyền của Toto, giúp cho mọi thao tác trở nên trơn tru mượt mà hơn. Và phần lõi vòi ở đây là công nghệ lõi sử dụng van đĩa bằng sứ, giúp chống bám bẩn, tăng tuổi thọ cho vòi, cũng như là giúp cho mẫu vòi này có thể khóa nước tuyệt đối. Về kích thước thì mẫu vòi này có chiều cao tổng thể là 186mm và đây là mẫu vòi thấp. Qua đó mẫu vòi này sẽ phù hợp để kết hợp với mẫu chậu lavabo thiết kế là vòi gắn chậu và là chậu một lỗ. Sản phẩm này mình lưu ý cho các bạn đó là bên trong hộp của sản phẩm này đi kèm chúng ta sẽ có bộ si phông cần giật, tuy nhiên sẽ không có phần ống sạc chữ P, đây là điểm các bạn cần lưu ý. Và lựa chọn mẫu chậu lavabo kết hợp mẫu vòi ngày hôm nay của chúng ta, mình sử dụng ở đây là mẫu chậu có mã hiệu là LT700CTR, cũng đến từ thương hiệu Toto. Đây là mẫu chậu bán âm với thiết kế vòi gắn chậu và là chậu một lỗ. Bên cạnh đó mẫu chậu này cũng có thiết kế dáng tròn khá là đồng bộ với phần vòi lắp phía bên trên. Mẫu chậu này có đường kính là 490mm, có thiết kế lỗ thắt tràn và có chiều cao phần vành ở đây là 90mm. Về tổng thể thì bộ đôi sản phẩm này là khá là hợp với nhau, đem đến cho phòng vệ sinh của nhà bạn một vẻ ngoài sáng bóng, sang trọng và đồng bộ. Và nếu các bạn muốn quan tâm bộ đôi sản phẩm này, các bạn liên hệ ngay với các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.